giảm đau xương khớp trong mùa đông với những phương pháp này. Nhiệt độ giảm sâu có thể ảnh hưởng đến sức khỏe xương khớp. Dưới đây là những phương pháp giảm đau xương khớp hiệu quả, đặc biệt đối với những người trong độ tuổi trung niên và lão niên. Đầu tiên là nên duy trì hoạt động thể chất. Hoạt động thể chất thường xuyên giúp tăng cường tính linh hoạt, sức mạnh và độ dẻo dai cho cơ xương khớp. Tập thể dục cũng kích thích cơ thể giải phóng ra nhiều dopamine, hormone hạnh phúc, giúp giảm bớt cảm giác đau nhức xương khớp. Tiếp đến là kéo giãn khớp trước khi di chuyển. Chú ý thực hiện các động tác kéo giãn, đặc biệt là trước khi tập thể dục ngoài trời như là cuộn cổ tay, xoay mắt cá chân, gập đầu gối hoặc là duỗi thẳng bàn tay, có thể giúp nới lỏng cơ bắp và làm ấm khớp trong thời tiết se lạnh. Khi cơ và khớp được khởi động sẽ phòng tránh được tối đa nguy cơ chấn thương và cảm giác đau nhức khi vận động. Tiếp đến là xoa bóp massage. Massage thường xuyên là một trong những bí quyết giảm đau nhức xương khớp mùa lạnh hiệu quả tại nhà. Những thao tác xoa bóp nhẹ nhàng có thể giúp thư giãn các cơ, ngăn cơn đau khớp do hiện tượng căng cơ gây ra. Hơn nữa, xoa bóp còn giúp cải thiện tính linh hoạt cho khớp nhờ tăng lưu thông máu. Tiếp đến có châm cứu. Châm cứu là một liệu pháp làm giảm đau nhức khớp có nguồn gốc từ y học cổ truyền Trung Quốc. Tác dụng của châm cứu là đả thông kinh mạch, tăng cường tuần hoàn máu giúp cơ thể thư giãn và cảm thấy khỏe khoắn hơn, từ đó xoa dịu cảm giác nhức mỏi khớp vào mùa đông. Ngoài ra còn có phương pháp chườm nóng. Chườm nóng bằng túi gel y tế hoặc là đệm điện sưởi ấm có thể mang lại sự thoải mái cho các khớp đau nhất. Phương pháp này đặc biệt phù hợp với những người bị đau khớp do tập luyện quá sức, làm việc nặng hoặc là chấn thương. Tiếp đến là ngâm mình tắm nước ấm. Tương tự với chườm nóng, tắm nước ấm là cách giảm đau khớp mùa lạnh tại nhà thích hợp với hầu hết tất cả mọi người. Ngâm mình trong làn nước ấm pha tinh dầu thiên nhiên có mùi thơm dịu nhẹ sẽ giúp thư giãn cơ bắp, giảm căng cơ và đau khớp. Ngoài ra khi đau, bạn có thể sử dụng thuốc giảm đau chống viêm. Dùng thuốc giảm đau chống viêm không kê đơn giúp xoa dịu cơn đau khớp nhanh chóng. Tuy nhiên, để tránh các tác dụng phụ có thể xảy ra như là viêm loét dạ dày, tích nước, phù nề, suy giảm chức năng thận, mọi người nên dùng thuốc giảm đau chống viêm liều thấp nhất trong thời gian ngắn nhất và tuân thủ đúng kê đơn của dược sĩ, bác sĩ. Và quan trọng là phải kiểm soát cân nặng. Trọng lượng cơ thể vượt chuẩn chỉ số khối cơ thể BMI trong khoảng 25 đến 29,9 là thừa cân. Gia tăng áp lực lên các khớp, nhất là những khớp chịu trọng lực lớn như là khớp háng, thắt lưng, khớp gối. Áp lực gây quá tải gây ra vi tổn thương ở sụn khớp, khiến khớp nhanh thoái hóa. Chính vì vậy, để giảm đau khớp mùa lạnh, mọi người còn kiểm soát cân nặng chặt chẽ bằng chế độ ăn uống và tập luyện khoa học. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.